Trong trận đấu ngày hôm nay thì Hồ Chí Minh City Wings là những người mặc trang phục xanh truyền thống. Hà Nội Buffalo tiếp tục mặc bộ quần áo màu trắng, bộ quần áo đang mang lại gần đây. Tình huống tấn công đầu tiên sẽ trong tay các cầu thủ City Wings. Trung Trần, tình huống chạy cắt hay và có điểm được ghi cho Thanh Tùng. Anh Khoa chưa thể lên điểm. Đây là cơ hội phản công được chuyền nhanh và Tiến Dương cũng mang về hai điểm đầu tiên cho Hà Nội Buffalo. Tôi thấy Hà Nội Buffalo đang bắt đầu triển khai phòng ngự giống như cái cách mà họ đã triển khai phòng ngự trước Đà Nẵng Dragons. Double team với Jeremy Smith và các cầu thủ còn lại sẽ đối phó với những đội binh bên phía Hồ Chí Minh City Wings. Screen thay vì là đi over trong những vừa rồi và bị mắc lại. Jeremy Smith rất ấn tượng, đó là tình huống đột phá quen thuộc. Jeremy Smith, Hà Nội Buffalo sẽ cần phải khóa chặt khu vực cổ chai ở phía bên tay trái của Smith. Đây là Tâm Đình, một tình huống rất điểm khó của Tâm Đình và anh đã đem về. Sinh Nguyễn đi đến Osakwe, đang là Osakwe, vẫn là Huy Hoàng. Huy Hoàng ném ở cổ chai, chính xác và hai điểm cho Huy Hoàng. Bên cạnh yếu tố chuyên môn là cả những va chạm của cầu thủ cái bên. Kiến tạo quá hay từ Trung Trần và điểm được ghi cho Khoa Bờ. Vẫn là những tình cần thiết của các đội binh bên phía Hồ Chí Minh City Wings. Anthony January, bóng vẫn rơi xuống rổ. Tỷ số lúc này đang là 10-10. Có quá nhiều sự khác biệt đến từ vị trí ngoại binh của các cầu thủ Hà Nội Buffalo. Và bóng lại về tay của AJ Osakwe. Osakwe kích ra góc không, đây là góc ném ưa thích của Tiến Dương và ba điểm cho Hà. Không thành công, phản công nhanh dành cho các cầu thủ Hà Nội Buffalo. Đội bóng trắng đang để cao nhịp độ và đó là Đức Kiên. Lần này thì huấn luyện viên Eric Olsen buộc phải có hội ý. Những phút thi đấu vừa qua, Hà Nội Buffalo đẩy cao nhịp độ thi đấu và Hồ Chí Minh City Wings đã không bắt kịp. Phạm Đức Kiên ở trận đấu trước, anh đã có season 2 ở khâu rebound với 7 tình huống và bóng một bảng. Trong Buffalo có thể hình phải nói là hoàn toàn vượt trội so với Hồ Chí Minh City Wings. Và xoay trở của Smith, tuyệt vời Smith. Tình huống xử lý của Jeremy Smith vẫn luôn rất... Đi đến nơi sao quê đối mặt với Trần Văn Trung. Tiếp tục là Osakwe đường truyền cho tiến công. Tiến đến đã đưa bóng chạm vào và chính xác nào của Hồ Chí Minh City Wings từ đầu trận. Còn đây là AJ chưa có điểm nhưng lại là rebound tấn công. Và lần này thì điểm đã được ghi cho Anthony January. Bóng trong tay của Eden Osakwe, có yểm trợ từ January. January xin bóng còn 10 giây. Tiến công. Đây là Osakwe với cú ném trung bình mang về hai điểm nữa. Hai điểm nữa cho hắn. AJ lại một cú deep three của Anthony January chưa được nhưng vẫn có bóng. Lại một tình huống mà chúng ta thấy. Kể từ khi Đức Kiên vào sân thì thế trận thay đổi hoàn toàn, nhưng hẳn về Hà Nội Buffalo. Đây Trần Đăng Huỳnh, tình huống floater tốt. Chúng ta chuyển trận tới giờ. Buffalo có hai cầu thủ cùng ghi bàn được, đó là January và Tiến Dương. Còn đây sẽ là 5 giây cuối cùng của hiệp 1. Osakwe sẽ làm gì? Quyết định tự mình dứt điểm và đó là cú ném vào điểm chuẩn xác của Osakwe. Một sự bổ sung đầy chất lượng của Hà Nội Buffalo. Anthony January khoảng trống cho Osakwe tiến thẳng vào trong. Và vẫn là cái cổ tay phải rất dẻo của Osakwe. Một tình huống mà Buffalo gần như là đã bể bài và có lẽ phải đến lựa chọn thứ tư hay thứ năm gì đó thì bóng mới tới tay của January. Và đây là một pha bóng rất đáng trách của Jeremy Smith. Tha vào ba thành công nào của City Wings sau 9 lần ra tay từ đầu trận. Đây là Huy Hoàng. Huy Hoàng có thể ném 3 và 3 điểm với cú ném sọt rổ của Huy Hoàng. City Wings chưa thể có điểm ở hiệp này. Phản công nhanh, đường chuyền hay của January và lỗi điểm. Đinh Tiến Công sẽ đứng trước cơ hội có 3 point play. Mạch điểm của Hà Nội Buffalo vẫn chưa dừng lại. Rất khó khăn. Ngay khi nhận được thông tin nhưng lại có rebound của January và đổi 1 lấy 2. Một công trong nỗ lực mang về điểm số đầu tiên cho Wings. Hơn nửa hiệp Wings chưa ghi điểm.
Buffaloes vẫn đang duy trì một tiết tấu vừa phải. January, một cú long chu chưa chính xác nhưng lại là bóng cho January. Tiến công. Còn đây là Tiến Dương, Tiến Dương ném ngay. 3 điểm nữa từ Tiến Dương. Rebound tốt dành cho January. Outlet pass. Lại là công thức January truyền và tiến công. Osakwe. Vẫn là Osakwe, Osakwe và trung trần điểm trợ từ January. Osakwe đã để mất bóng. Jeremy Smith. Đây là cơ hội chăng? Vincent. Vincent có and one. Cuối cùng thì City Wing cũng đã ghi điểm ở hiệp 2. Sau hơn 7 phút. Hơn 7 phút đứng điểm. Phải Eurostep rất đẹp của Vincent. Và thôi thì cũng bỏ công cho sự chờ đợi. Bạn của mình rất tốc độ. Đây là Osakwe. Trần đã hơi dẫn vạch một chút. Và đó là một tình huống ném 2 điểm. January cũng đang tự tin cầm bóng và đánh ISO. 2 điểm nữa cho AJ. Phòng ngự cơ bóng tốt của Trần Minh Hiếu. January. Trước mặt là 3 cầu thủ của Hồ Chí Minh City Wings. Nhưng với việc cả 3 cầu thủ đó, Jeremy Smith đối đầu với Tiến Dương. Có điểm trợ tốt của đồng đội. Và khi đã vượt qua được Tiến Dương thì Jeremy Smith rất dễ dàng có được điểm số. Rõ ràng là Smith hay Vincent sẽ rất cần những... Đối đầu với Jeremy Smith, Đức Kiên không có khả năng handle tốt và anh đã chuyển qua cho các đồng đội. Lúc này thì Buffalo đang chơi bóng mà không có January ở trên sân, thậm chí là không có cả Tâm Linh và cũng không có cả người ngoại binh còn lại đó là Sakwe, nhưng họ vẫn có điểm số với một hình quan ngũ binh. Điểm số xuất. Và như vậy là hiệp đấu thứ 3 bắt đầu. Cuộc sân bóng thuộc về các cầu thủ Hồ Chí Minh Sea Wings. Jeremy Smith vượt qua hai nội bình của Hà Nội Buffaloes và ghi điểm. Pha ghi điểm rất đẹp mắt. Người đã có pha cướp bóng lại là Kylian Osakwe. Nhưng Hà Nội Buffaloes có lẽ sẽ phải tham hào. Có điểm được ghi cho Faber. Bóng đến tay của Jeremy Smith. Vẫn là Smith. Smith xoay sở tuyệt vời. Và hai điểm cho Jeremy Smith. Những phút mà cao thủ sẽ tiếp tục. Nhìn độ trận đấu chậm rãi vừa phải. Đúng như những gì mà Buffalo đã mong muốn. Và họ vẫn có những điểm số giả dích để kiểm soát không cho được. Vincent Nguyễn. Vẫn là những đường chuyền rất khó tới từ Thanh Tùng dành cho Vincent. Jeremy Smith. Up and under chuẩn xác. Để mang về điểm vô cùng đáng tiếc. Ở tốc độ cao thì Smith đã lên rổ không thành công. Đến lượt tiến công. Tiến công thì làm tốt hơn. January. Chuẩn bị bước vào một phút rưỡi cuối của hiệp 3. January. Cú ném tầm trung chính xác và mang về 2 điểm nữa cho Hà Nội Buffaloes. 25 điểm trong 2 trận làm khách tại Sài Thành. Jeremy Smith. Smith làm gì đây? Vẫn đang ngắm nghía. Smith, Hesse và kích ra. Chưa ném, quyết định lấy 2 điểm. Cú thả floater và 2 điểm được ghi cho Trần Nguyễn. Hồ Chí Minh Sea Wings bắt đầu tăng tốc. Jeremy Smith ném ngay. Điểm số. AJ và đột phá của January. Có 2 điểm cho Anthony January. Và double double. Tâm Đình. Osakwe. Cú ném tầm trung chính xác của Eden Osakwe. Double 18 điểm và 10 rebound. Rất lập bập. Và cuối cùng thì bóng cũng rơi vào tay của Buffaloes. Đứng tiến công. Những tình huống đột phá từ phía bên trái và lên rổ của tiến công đang tạo ra. Trung Trần. Hiện tại City Wing đang khá nhát tay ở vạch 3. Tiếp tục là Hiện tại. Ngả người ném. Fade away rất đẹp của Hiện tại. 2 điểm cho Hồ Chí Minh City Wing. Dứt điểm bất thành. Lại một outlet pass nữa. Ngày hôm nay thì January đang có khuynh hướng chuyển sang chơi vị trí vẫn chưa đến với Hồ Chí Minh City Wings trong ngày hôm nay. Họ đánh trên sân nhà nhưng lại đang tỏ ra lạ rổ. Còn Buffalo thì lại cơ hội cho City Wings ghi điểm. Đường chuyền quá mạo hiểm. January trước khi nghĩ tới việc có thêm rebound. Hôm nay
Một tình huống đang có thể nói là tương đối nhẹ nhàng của Anthony January, không quá màu mè nhưng đủ để cho thấy lời khẳng định ai là người xuất sắc hơn trong trận đấu hôm nay. Hà Nội Buffaloes giành một chiến thắng rất đậm trước Hồ Chí Minh Siêu. Nhưng phải chăng trận này City Wing cả trận không ném được một quả ba nào? Có hai điểm được ghi cho Công Đình. Phải có những pha tranh cướp cũng như va chạm ở phía trong cùng với January. Thanh Tùng, Jeremy Smith bị chăm sóc rất kỹ và mất bóng. Sẽ là điểm dễ dàng. Anthony January for the slam. Pha úp rổ dễ dàng của January. Bây giờ Ngoại Bình vẫn đang thi đấu trên sân, vẫn không có một chút nương tay nào cả và cũng không có thêm một vài cơ hội được trao cho những cầu thủ ít phút thi đấu từ đầu trận. Cú ném chính xác. Và đây cũng là những giây cuối cùng và có lẽ Buffalo cũng sẽ không tấn công nữa. 94-63, đặc biệt 31 điểm có lẽ đã là quá đủ với Hà Nội Buffalo. Họ đã giành chiến thắng trong cả hai trận đấu tại Sài Thành ở mùa giải chính VBA năm nay. Một bước chạy đà hoàn hảo cho trận derby vào ngày Chủ nhật tuần này với Thăng Long Warriors.